Xem ngày tốt, bốc bát hương tháng 1 âm lịch cho ban thờ gia tiên, ban thần tài, bốc bát hương nhập trạch, được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình yên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. 5. Nghi lễ, văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, gìn giữ bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới hay lập ban thờ mới như ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Táo, cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho được chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 1 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, ban thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Ngũ vị hương. Giúp tẩy uế, trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Tờ dị hiệu. Là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ, vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc bát hương, chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 1 âm lịch để bốc bát hương cho được hanh thông và may mắn. Việc chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác vì nó thuộc phần nghi lễ, tế lễ nên nó sẽ có những quy định riêng. Để chọn ngày tốt bốc bát hương, tôn cấp, lập thờ, chúng ta căn cứ vào hứa chân quân, ngọc hạp ký để lựa chọn ngày tốt đẹp nhất bốc bát hương mới cũng như bốc lại bát hương trong tháng 1 âm lịch. Cụ thể như sau. Ông Hứa Chân Quân thấy người đời tắc phúc thi nguyện, bái biểu thượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa, có nhà lễ cầu đảo lại sinh ra họa phá tận con cháu, như vậy là sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân đã sát trong bản án thiên tào thì thấy, chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết những ngày nào trong vòng 60 của lục giáp, tuần trong các vì sao, hoặc đại phủ, hoặc ở nhân gian, dĩ trí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa. Vì thế ngày Chân Quân mới chép rành rẽ làm quyển ngọc hạt để cho những vị pháp sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách,
thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần trung ấy thì tự nhiên biết được những điều cát hung. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch, kiêng kỵ cấm bốc bát hương. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch, tiến hành việc bốc bát hương, thờ cúng. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta loại bỏ là những ngày sát chủ, trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. Ngày xấu thứ hai là ngày Thọ Tử, là ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. Ngày xấu thứ ba là những ngày Nguyệt Phá, ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. Ngày xấu thứ tư là ngày thiên địa chuyển sát, bao gồm ngày 12 Tân Mão. Ngày xấu thứ năm là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng ngày Thụ Tử, 13 Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, 22 Tân Sửu và 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ sáu là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. Ngày xấu thứ bảy cần kiêng kỵ đó là ngày Con Nước. Trong tháng 1 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 5 Giáp Thân và 19 Mậu Tuất. Ngày xấu thứ tám là ngày Dương Công Kỵ, là ngày 19 Mậu Tuất, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch tiến hành bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng Hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách này đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký, cát hung từng ngày trong việc bốc bát hương như sau. Mùng 1 Canh Thìn, các thần tại địa phủ nếu ai cầu phúc thì lợi ích cho con cháu được vinh hoa phú quý, vì ngày này sinh nhật của vị thiên thánh được 44 sinh là tốt. Ngày mùng 2 Tân Tỵ, các thần ở cửa nhà trời vận chuyển đất đá rất khổ cực, cho nên ai lễ bái cầu phúc sẽ bị tử vong, con cháu ba đời nghèo khổ, điên loạn, kiện cáo, tai bay vạ gió rất xấu. Ngày này còn là ngày sát chủ nên càng xấu bội phần. Ngày mùng 3 Nhâm Ngọ, ngày mùng 4 Quý Mùi, chư thần tại thiên nếu lễ bái cầu phúc thì 3 năm trước được tốt, nhưng 3 năm sau chịu tai họa, chết dưới chân nhà rất xấu. Ngày mùng 5 Giáp Thân, mùng 6 Ất Dậu, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian, 2 ngày này lễ rất tốt. Tuy nhiên, ngày mùng 5 vừa là ngày Nguyệt Kỵ, lại là ngày Nguyệt Phá, rất xấu nên không nên bốc bát hương vào ngày này. Mùng 7 Bính Tuất, ngày mùng 8 Đinh Hợi, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian, nếu người nào có phúc, tế tự, hoàn nguyện, thượng biểu trương tài, được công đức vô lượng. Ngày mùng 7 là ngày Thụ Tử nên không chọn, mùng 8 là ngày tốt. Ngày mùng 9 Mậu Tý, ngày mùng 10 Kỷ Sửu, chư thần tại nhân gian địa phủ, nếu ai cầu phúc tế lễ thì ân liễu nguyệt ngày rất tốt, nếu ngày ấy làm việc chú chớ, thề bồi thì đại hung. Ngày 11 Canh Dần, chư thần tại trời để liên hợp tính xét các bản án, nếu tế tự cầu phúc, trình tâu lễ nguyện thì hại thần, hại chủ rất xấu. Ngày 12 Tân Mão, chư thần tại địa phủ, nếu cầu xin việc gì, hoặc chiêu hồn đại mệnh, hoặc thiết lập bàn thờ, hoặc là đặt bài vị gia tiên thì bình bình tạm được. Tuy nhiên ngày này chính là ngày thiên địa chuyển sát nên cũng không dùng. Ngày 13 Nhâm Thìn, 14 Quý Tỵ, chư thần tại thiên, ngày này khám hỏi sổ sinh tử, nếu tế tự thì sinh đau ốm bệnh tật, hại thầy, hại chủ, rất xấu. Ngày 13 phạm ngày tam nương, 14 là ngày sát chủ nên hai ngày này rất xấu và không được bốc bát hương. Ngày 15 Giáp Ngọ, chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu có người thượng trương, tiến biểu, lễ tạ thổ công, thổ địa thì được phúc gấp 10 lần, rất tốt. Ngày 16 Ất Mùi, chư thần tại thiên, nếu tế lễ tạm được,
tốt nhỏ thôi. Ngày 17 Bính Thân, ngày 18 Đinh Dậu, 19 Mậu Tuất, chư thần tại thiên Hồng Ngọc Hoàng làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ. Nếu ai làm lễ cầu thọ, tế tại thượng biểu trương, triệu hồn là rất tốt. Tuy nhiên, ngày 17 là ngày Nguyệt Phá, 18 là ngày Tam Nương, ngày 19 là ngày Thụ Tử nên cả ba ngày này đều rất xấu và không dùng được. Ngày 20 Kỷ Hợi, chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc rất tốt. Ngày 21 Canh Tý, 22 Tân Sửu, chư thần tại thiên nếu cầu phúc tế tự chủ, tật bệnh và tai họa rất xấu. Ngày 23 Nhâm Dần, 24 Quý Mão, chư thần hội họp để ký sổ, ai lễ bái cầu phúc thì rất tốt. Ngày 23 là ngày Nguyệt Kỵ, không nên dùng, 24 là ngày tốt. Ngày 25 Giáp Thìn, chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc rất xấu. Ngày 26 Ất Tỵ, chư thần tại nhân gia địa phủ, cầu phúc tế tại, lễ bái rất tốt. Tuy nhiên đây là ngày sát chủ nên không dùng. Ngày 27 Bính Ngọ, chư thần ở trên trời không có ở nhân gian nên tế lễ và cầu phúc rất xấu. Ngày 28 Đinh Mùi, chư thần tại địa phủ nếu cầu phúc lễ bái biểu trương liễu nguyệt rất tốt. Ngày 29 Mậu Thân, chư thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ nếu tế lễ bị sát sự tổn gia trường. Ngày này còn là ngày nguyệt phá nên tốt nhất không dùng. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch và tìm ra 9 ngày tốt lành nhất để bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xét xem những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 16 Ất Mùi kỵ người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Canh. Ngày 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày 1 Canh Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Ất. Ngày 8 Đinh Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 9 Mậu Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Sửu, Thân, Thìn và những người có thiên can là Quý. Ngày 10 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp người tuổi Tý, Tỵ, Dậu và những người có thiên can là Giáp. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 24 Quý Mão kỵ người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Như vậy là chúng ta đã xét xong những ngày tốt bốc bát hương trong tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng là qua video này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm cho mình những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm gì về những ngày tốt thì hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!